Thì bây giờ thời tiết cũng trưa rồi, mình chia sẻ nhanh chóng cho các bạn làm thế nào để trồng này. Một chậu rau ngò ôm xanh tốt như thế này rất là đơn giản, mà các bạn chú ý theo dõi nha. Thì để trồng được một chậu rau ngò ôm trong chậu thật là đơn giản thì mình sẽ chia sẻ trong cuối video. Trước khi chia sẻ cách trồng thì mình chia sẻ cho các bạn sơ một chút công dụng rất là đặc biệt của cái rau ngò ôm này trong trị bệnh nha các bạn. Thì rau ngò ôm này nó trị sỏi thận rất tốt và hiệu quả. Các bạn xem đây là một chậu rau ngò ôm mình trồng cách đây hơn một tháng, và bây giờ cũng trời nắng rồi, cũng 11 giờ trưa, nhưng mà mình tranh thủ chia sẻ cho các bạn để được một chậu rau ngò ôm xanh tốt và trồng tại nhà không thuốc để có sử dụng trong nhà. Thì đây là cách đơn giản, từ cách lấy giống và từ A đến Z mình chia sẻ cho các bạn để được trồng được một chậu rau ngò ôm nhanh chóng đơn giản nha. Nó xanh tốt luôn đó các bạn. Thì cái cây ngò ôm này đặc tính của nó có vị cay, nó là tính mát, có tác dụng liệt tiểu, nó tốt cho hải độc cơ thể, ngoài ra còn có tác dụng chống viêm, ngừa sưng, sát khuẩn. Thì rau ngò ôm này được biết đến với công dụng là liệt tiểu, giúp co giãn đường tiết niệu và tăng độc cầu thận, chính vì nhờ đó mà giúp cho đào thải cặn trong thận và sỏi thận thông qua đường tiết niệu. Thì mình cũng chia sẻ cho các bạn sơ một chút xíu về cách trị sỏi thận bằng rau ngò ôm này nha. Thì trong rau ôm này thì được sử dụng như một loại rau gia vị trong với bữa ăn hàng ngày chúng ta. Thì các bạn nấu canh chua hôm á, ở vùng Đông Nam Bộ này, thì ở các vùng quê của bạn không biết sao, nhưng mà ở vùng quê mình á, nếu các bạn nấu canh chua hôm á thì nhất định phải sử dụng cái rau ngò ôm này để nêm nếm cho nó hôm á các bạn, hoặc là được ăn kèm với phở bò đó các bạn, thì nó cũng không lạ gì. Thì nó cũng dễ tìm và dễ trồng trong điều kiện môi trường của nước ta, đặc biệt những cái vùng nước á. Thì mình chia sẻ cho các bạn cái công dụng của cây ngò ôm này trong trị sỏi thận nha các bạn. Thì cách sử dụng rau ngò ôm trong điều trị sỏi thận thì chúng ta lấy 15g rau khô hoặc là tươi cũng được. Thì bây giờ mình chia sẻ cách lấy khô nha. Lấy 15g rau ngò ôm này khô nè, đem đun với 2 lít nước trong một thời gian 20 phút. Sau đó thì dùng uống nước hàng ngày thay nước, cũng có dạng như trà cũng được các bạn. Thì người bị sỏi thận thì cần lưu ý, đối với người sỏi thận thì cần uống nhiều nước càng tốt. Chính vì việc uống nhiều nước sẽ giúp cho cơ thể của bạn bào mòn viên sỏi và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể. Thì uống với cái dạng mà tươi á, không cần khô, thì chúng ta chuẩn bị 30g tươi, lấy toàn bộ thân rễ lá gì của nó lấy hết, rửa sạch rồi cho 2 lít nước vào, rồi cũng đun trong khoảng 15 phút. Rồi sau đó mình cũng để nguội, uống với 2 nước hàng ngày. Thì còn một là và cái nữa là như mình á, mình thường sử dụng, mình cũng bị sỏi thận nên mình cũng sử dụng rau ngò ôm này á với một vài thuốc khác, là giả nhỏ 1 ký rau ngò ôm này á với 2 lon bia tươi á các bạn, rồi giả nhuyễn rau ngò ôm này dắt ra lấy nước, sau đó trộn chung với bia và uống, thì nó cũng giúp lọc sỏi thận. Như mình làm và thấy rất là hiệu quả. Thì nếu bạn thấy khó uống thì có thể sử dụng ăn trực tiếp hàng ngày bằng cách ăn kết hợp với như là rau sống á, ngày ăn đến 2 đến 3 lần, thì lần khoảng 25 đến 30g. Thì bây giờ mình chia sẻ cho các bạn cách trồng nha. Thì đây là cái bụi ngò ôm nè, nó mọc ở dưới nước, dưới bùn, nó mới đất bùn, phù hợp với đất bùn đó các bạn.
rồi mình lấy giống thì mình cứ lựa cái một bụi ngò ôm, còn có rễ cũng được, không có rễ cũng được, nói chung thì nó cũng rất là dễ sống. Bây giờ mình chia sẻ cho các bạn cách lấy một bụi giống, một nhánh giống để dăm và nhân giống cái ngò ôm ở trồng trong chậu nha. Thì đất trồng nè, các bạn xem đất nó đã rất bùn, mình cũng ủ bùn cũng khá lâu rồi đó. Bây giờ bùn nó rong luôn rồi các bạn, nhưng mà ngò ôm nó rất là tốt, rất là xanh. Trồng như thế này đỡ tốn công chăm sóc và bón phân lắm các bạn, mà đặc biệt không có sâu, không cần hút từ sâu nha các bạn, sử dụng nó rất là tốt. Bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn xem nha, các bạn chú ý nha. Lấy giống, đây là cách lấy giống ngò ôm nè. Còn đất đây nè, đất bùn là đất để trồng nó nè. Thì đất bùn mình cũng đã sử dụng sẵn rồi. Giờ mình lấy giống cho các bạn xem. Lấy có rễ nha các bạn. Không có rễ thì các bạn lựa cọng dài dài một chút, đừng lấy cái đọt mà đem dăm thì nó không lên. Còn mình để cho nó bảo đảm sốc 100% thì chúng ta sẽ lấy có rễ như thế này. Đó, các bạn thấy không? Rất là dễ lấy giống. Đây là cách nhân giống của nó nè. Đó, mình lấy một cọng như thế này có rễ. Thì không có rễ thì các bạn nhớ chọn khúc dài dài một chút, đừng lấy cái đọt. Cái đọt mình để mình sử dụng. Đó, như thế này là chúng ta đã lấy được giống thành công rồi nè. Có rễ như thế này là ok các bạn. Bây giờ thì đất bùn mình cũng đã chuẩn bị cái chậu á. Bây giờ mình sẽ trồng cho các bạn xem nha. Đó, cái này là đất bùn nè, nó mình ủ mà nó quá rong luôn, mà bư lên thì đất thịt ở dưới đó các bạn. Đó, bùn xình. Không, các bạn cứ trồng cái chỗ ướt ướt cũng được, tại vì cái rau hồ ôm này ưa nước các bạn, thân nó chứa 90% là nước. Đó, cái này các bạn cứ cắm xuống bùn rồi tránh cho nó bùn thì mềm á, mình cắm nhiều khi nó lật qua té qua té lại, mình phải gia cố cho nó một cái cây như thế này đó, cho nó khi nó bám chặt rồi á, nó bung nó nhảy nhánh là nó bò ra khắp cái chậu như thế này. Ok, bây giờ mình phải gia cố bằng cái cây. Ok, cách trồng rất đơn giản phải không bác các bạn? Thì để trồng được cái chậu ngò ôm ở nhà để sử dụng thì cũng rất là đơn giản. Nếu không có chuẩn bị cái chậu bùn sẵn như thế này, các bạn có thể sử dụng trồng những cái vùng có nước nước thì nó ưa nước. Đó, như thế này chúng ta đã được một chậu rồi các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Chúc các bạn cắt xong rất là đơn giản phải không? Chúc các bạn thành công và đặc biệt hẹn các bạn tại các video sau.